bao giờ cô ấy bắt được tận tay chúng nó lên giường với nhau ấy, lúc ý cô hãy lu loa ăn vạ nhá. Ngồi đi! Tổng ra cơ mà! Anh hiếp đi! Mày... Anh ơi! Này, làm gì đấy? Sao trong điện thoại của anh lại có tin nhắn thông báo về là mua 2 vé xem phim thế? Anh đi xem với ai à? Mà em nhớ ngày xưa anh nói là không thích đi xem phim chiếu rạp cơ mà. Không phải kiểu cô tự tiết động vào đầu người khác. Cô duyên. Làm gì đấy? Tôi nói bao nhiêu lần rồi, không được tùy tiện động vào đầu của tôi mà. Ai? Cô ta là ai? Anh lừa dối tôi đi à? Cô nói lên tính gì đấy? Ai lừa cô? Anh nhìn đi! Tin nhắn mùi mẫn như thế kia mà anh vẫn còn chối à? Anh tưởng tôi là con ngu à? Anh cắm sừng tôi bao nhiêu lâu rồi? À? Cũng điên rồi thôi! Ở nhà sừng có hóa rồi à? Nếu mà giải quá nhá, đi kiếm được gì mà làm kiếm ra tiền đi. Ở nhà đã ăn bám chồng rồi không biết điều, sống thế có biết nhục à? Anh! Này, có chuyện gì thế hả? Âm mỹ hết cả lên. Anh chị định cho hàng xóm người ta cười vào cái nhà này à? Hả? Mẹ! Anh Phương anh ấy phản bội con. Anh ấy nhắn tin mùi mẫn với người phụ nữ khác kia kìa. Mà bây giờ anh còn to tiếng với con nữa. Chị nhìn lại cái bộ dạng của chị đi, xem có đẹp mặt không? Suốt ngày ăn không ngồi rồi ghen bóng ghen gió. Nhưng mà rõ ràng là anh... Rõ ràng cái gì? Tôi nói không sai à? Hả? Đàn bà không vun vén chuyện gia đình, suốt ngày... Tôi nói cho chị biết ấy, chị quá quắt vừa phải thôi. Không ấy là tôi dắt tay chị về trả cho bố mẹ chị đấy nhá. Nhưng mà mẹ, mẹ phải đọc tin nhắn của anh Phương ý. Rõ ràng là con bắt được tận tay anh ta nhắn tin mùi mẫn như thế. Chứ con có phải là ghen bóng ghen gió đâu ạ. Này, chị vừa phải thôi. Tôi nói lại một lần nữa nhá, hiểu chưa? Đàn bà không chịu vun vén chuyện gia đình gì cả, rảnh rỗi hơi tí là ghen tuông. Để tôi gọi điện cho bố mẹ chị nhá, xem họ dạy con gái họ như thế nào nhá. Mẹ, sao cứ hơi tí là mẹ lại lôi bố mẹ con vào thế hả? Cái người mà mẹ cần phải nói ấy, là con trai của mẹ đây này. Ai? Con nói mẹ có gì đấy? Cẩn thận nhá, tôi vả cho không một cái răng nào đâu. Nói trước đi. Con ở cái nhà này có phải là ăn không ngồi rồi đâu. Con ở nhà nhưng con vẫn kiếm được tiền mà. Thế con thử hỏi mẹ nhá, con không nhắn tin với người đàn ông khác như thế, liệu rằng mẹ với cả anh có bình tĩnh được không? Mày... Kiếm đi! Tôi lại không muốn nói rồi, cô còn thích cãi à? Hả? Thích giả mồm đúng không? Này, bao giờ cô ấy bắt được tận tay chúng nó lên giường với nhau ấy, lúc ý cô hãy lu loa ăn vạ nhá. Này, tôi nói cho cô biết nhá, ngay này,
cô mà còn hoang tưởng rồi một lần nữa làm loạn lên như thế, tôi thuê người tống cổ cô phải chắc cẩn thận đấy, nhớ chưa? Cái lúc đấy đừng có trách. Đâu mà giờ này cũng chưa buồn về. Gớm. Con dâu mà cứ như bà tướng ấy, đi cả ngày để cho mẹ chồng dọn dẹp nhà cửa xong sạch sành sanh mới về. Tôi mà biết có con dâu mà vẫn phải như ô xin này, tôi để cho con trai tôi nó ở không cho gái nó thèm. Dạ con xin lỗi mẹ, tại vì hôm nay con sang bên nhà ngoại mải nói chuyện quá nên không để ý giờ giấc. À mà mẹ ơi, sao hôm nay nhá, mẹ con cho mấy triệu để mua sắm liền. Con đang tính mua tặng cho mẹ cái áo khoác. Mua áo khoác cho tôi á? Vâng, giờ mẹ con mình đi luôn. Tại vì ấy là con thấy cũng sắp mùa đông rồi. Mà hôm trước nhá, con đi qua cái cửa hàng đấy, có một cái áo lông á, ôi mẹ mặc lên nhá thì đẹp tuyệt vời luôn. Mà đợt đấy con lại không có tiền để mua, bây giờ con có tiền rồi, mẹ con mình phải đi ra đấy ngay và mua luôn, chứ không người ta mua mất đấy. Con thề với mẹ luôn ý, là mẹ mặc cái áo lông đấy nhá, nó đúng với cái chất quý phái của mẹ luôn, mà mẹ mặc vào nhá, chứ có đẹp tuyệt vời luôn. Ừ, thì thôi hai mẹ con mình đi luôn đi, hôm nay không có cơm nước gì hết nhá, kệ thằng Phương. Vâng vâng, đi đi mẹ. Này, con bảo dẫn mẹ đi mua áo khoác, sao lại dẫn mẹ đến khách sạn này? À, con có bà chị vào cái khách sạn này, đang rủ bà ấy đi cùng. Tại vì lát nữa con đang định mua thêm cho mẹ cái váy, nhờ bà ấy tư vấn. À, thế hả? Vâng, mẹ con mình cứ đứng đây đợi một tí đi mẹ ạ. Đây là đơn ly hôn, tôi đã ký rồi. Và tất cả bằng chứng anh ngoại tình tôi cũng đã nộp lên cho cơ quan pháp luật để họ giải quyết. Anh ý chuẩn bị chịu kỷ luật từ cơ quan đi. Và tất cả bằng chứng tôi cũng đã gửi cho cấp trên của anh rồi. Để xem anh còn mặt mũi để mà đi làm hay không. Cô được lắm. Anh tốt nhất ấy là nên quan tâm đến người mẹ của mình.
Chứ cái cú đấm của anh ấy cũng đủ làm bà ấy nằm viện gần một tháng rồi đấy. Và thưa mẹ, con cũng cảm ơn mẹ bởi vì nhờ có mẹ đỡ cho con cái cú đấm đấy. Chứ nếu không người nằm viện lại là con rồi. Thôi, cô im đi, đủ rồi đấy. Mẹ ạ, con và con trai của mẹ cũng đã ly hôn rồi. Thế nên từ bây giờ ấy, mẹ có thể tự do lôi cái con hồ ly tinh đấy về để làm con dâu của mẹ. Nhưng mà con không chắc là một ả mà khiến con trai của mình phải đánh mẹ mình thì liệu rằng đấy có phải là một người con dâu tốt hay không thì con không biết. Cô đi ngay cho khuất mắt tôi đi. Cô đi đi. Vâng. Thế con chào mẹ. Còn mày nữa, đồ bất hiếu, mày cũng cút, cút đi ngay cho khuất mắt tao đi. Đi luôn đi. Chào mẹ.